Cả nhà đang xem kênh YouTube Nông Cơ Đăng Hà nha. Hôm nay Nông Cơ Đăng Hà sẽ giới thiệu đến anh em một con Giang Ma F475D cả nhà nha. Xe bãi nha cả nhà. Xe bãi được dân mua về sử dụng 3 tháng nha. Báo cho cả nhà mọi thứ hoạt động bình thường nha. Đây. Lục được của em nó là 88 nha cả nhà. Lục sáu là 12428 nữa nha. Anh em ai quan tâm dòng Giang Ma F47 năm nay thì liên hệ cho mình qua số điện thoại bên góc trái màn hình nha. Bên Nông Cơ Đăng Hà còn rất là nhiều máy nha cả nhà. Ai quan tâm những dòng máy lớn thì liên hệ cho mình nha. Động cơ 4T100 nha cả nhà. Em đi chạy tua rất là nhanh nha. Về máy móc số mã câu đuôi em này là khô răng nha cả nhà. F475D cả nhà nha. Giờ chạy của em nó là 2008 nha cả nhà. Số cơ ben cơ toàn tập nha. Anh em ai quan tâm thì những dòng máy lớn, những dòng máy đắt tiền nên này thì liên hệ cho mình nha. Mình sẽ báo giá trực tiếp trên kênh luôn nha. F475D nha cả nhà. Giá 155 triệu nha. 155 triệu là đâu không thôi nha cả nhà. Có thương lượng nhà nha. Anh em ai quan tâm thì liên hệ cho mình nha. Đây mình tẹt máy và chạy thử cả nhà nha. Em nó tua chạy nhanh nha cả nhà, máy chạy rất là nhanh. Cả nhà xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha, để mình có nhiều clip mới mình sẽ đăng lên cho cả nhà tham khảo xe nha cả nhà. Bên Nông Cơ Đăng Hà còn rất là nhiều xe nha. Thời lượng cũng khá dài rồi. Chúc cả nhà có nhiều sức khỏe nha. Hẹn cả nhà trong video sau nha.